Anh em nào mà làm vườn nhá thì đây là có cái bộ của này, tỏi sen này, bộ connector này 54.000 thì chất lượng hơn một chút so với Đài Loan này. Mình thấy cái dùng cái này thì sau một thời gian để ngoài trời nó bị vỡ ra. Này đầu này cũng được. Sau một thời gian thì cái này bóp nó hỏng. Phần này bộ cơ này. Cái tỏi sen này dùng cái phần này là bằng nhựa, bằng cao su. Đập xuống thì nó rất là êm, đập xuống đấy êm. Cái này cũng bền, để ngoài trời lâu chưa hỏng. Cái này thì tương đối đắt. Đắt nhưng mà vẫn hay bị hỏng cái phần bóp đằng sau này. Đấy, cho nên là mình nghĩ là nếu lựa chọn loại này, còn nếu mà lựa chọn theo kiểu như chúng ta cất giữ cẩn thận, chẳng chúng ta để dưới những cái gầm tránh nắng ấy, thì nắng mưa thì chúng ta dùng cái này. Đấy, tức là bạn nào cẩn thận mà tiết kiệm thì dùng cái này. Đây là bộ dây mà tự kéo giãn từ 5 đến 15 mét, đúng không? Này cũng thế, để là giá là 199 này. Bộ dây Onspa này của hãng Đài Loan ấy, Đài Loan hết. 445 mà có thể mở rộng từ cấp 3 lần chiều dài, tức là hiện nay chiều dài của nó là 10 mét. Đấy, ở đây là cùng một loại. Đây là cái loại mà Shiroto, xịt áp suất cao đấy. Đấy, cây rửa xe. Đấy, cái này là 30 mét, 199 này. Cái này sao lại 450.000 nhỉ? Cái này hình như không phải của hãng Onspa. À đây là hãng tàu rồi. Tức là cái này 199.000 của Tê Minh. Thêm đi. Mà không biết là của hãng nào nhỉ? Thông minh. Tức là đây là không biết là của hãng nào luôn, xuất xứ Trung Quốc. Cái này là Trung Quốc nhé, cái này là Đài Loan này. Cái này cùng một loại 10m và cái này cũng là 10m, à cái này 30m. 30m luôn, từ 10 lên 30m. Là gấp 3 lần là giá của nó có 199 thôi. Cái này là giá gấp mà 3 lần. Đúng không? Tức là cùng hàng thì có 3 lần, nhưng mà các bạn nghĩ là nên mua cái này. Thế còn đây là cái dây mà cũng của Đài Loan, của Onspa nhá. Thì mình dùng nhìn lâu rồi, sau một thời gian nó chuyển từ màu này sang màu đen. Đấy, nhưng mà nó vẫn rất là ok. Nó hay bị gập, tức là hay bị gập. Thì một cái đoạn mà 15m này là giá 199 này. Đấy, cái này là 699, 679. Cái này là 20m. Đấy, 20m. Ở đây như người ta tích hợp thêm một cái bộ. Ở đây có cho thêm cái bộ này. Còn đây là người ta tặng thêm cái đầu vòi này, xịt xe. Đấy, thì chúng ta đi mua là hai cái đoạn này nối lại với nhau. Thay vì là mua một cái đoạn này 20m, đúng không? Mà lại 679. 15m là 429. 30m là 1.799.000. Vậy chúng ta phải mua ba cái này nối lại với nhau thì nó rẻ hơn. Chúng ta sẽ được là 45m. Tức là tương đương với lại cái loại này. Hơn cái loại này. Đấy. Cái này cũng của hãng Đài Loan, à Nhật Bản. Cái này của Nhật Bản này. Auto Pro, cái này của Nhật Bản là 199 cũng thế. Nhưng cái dây nó khác này. Đấy. Cái này của Nhật Bản chắc sản xuất ở Trung Quốc thôi. Ở đây nó cho thêm cái này. Đấy, cái này là 199 đúng không? Là cùng loại này đấy.